không thử chơi em gì rồi em rồi để em dạng đi đúng rồi bằng anh vô đi phòng gió hơi khách khó người mọi luôn rồi anh phải trắng cho em bắt đầu là nó còn sao làm mẹ ơi tám rồi rồi thổi giấc sói đầu anh luôn á oh my sweet baby cái này chắc gỡ ảnh này hay ảnh do anh bự con quá phải là gấp 100 á không có đâu tại anh sống trong sóng gió quen rồi tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto và những câu chuyện giờ mới kể. Nhờ tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm, chúng ta có thêm 2 đứa con. 2 đứa con này là ai? Là ai? Là ai ta? Gợi ý, đây là 2 nhân vật mà chính thức Nhã Phương gọi là bé ba, bé tư. Sơn hỏi mất chồng chơi. Chắc chắn ai hóng chuyện sẽ biết ngay. Bé ba là... Bé tư là... Nhật sáng rất nay nhưng mà để tầm mấy cho bé vàng như ngoa bé ba ăn cả tay nhớ ngon quá mời em cái gì vậy sao mà anh cứ vậy á sao anh kêu ba chị á ủa ban đầu hả ăn dữ gì rồi ai dữ em ăn dữ gì đâu rút ra ê rút ra bé tư ngủ mọi nẻo đường thầy hiểu không cứ bình tâm ngủ khi nào kêu dập là bắt đầu dập cái gì vậy Yeah.
và hai đứa con bác trong một đội. Biết người ta dọn cho anh mà lẫn dạ. Hơi lẫn nhiều á, là cháo là cháo, lẩu là lẩu chứ. Dạ, thì cháo bỏ trong cái lẩu gọi là lẩu cháo. Bây giờ bỏ nhúng 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 rồi ăn vô. Em bỏ cơm vô đây thì gọi là lẩu cơm, em bỏ cơm vô đây thì gọi là lẩu cơm. Đúng rồi. Đây trời, trời ơi, đây đưa chị Hiếu trước, người lớn trước nè, đưa chị Hiếu trước. Ôi, chị Hiếu lớn. Đây 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 mà lan đồ vàng nè, bác nè, mau gì nha. Hả? Thôi, đã bỏ đây là bỏ đây. Mau đèn sụn nha. Trong cái đình đó, đó đó là bằng trên nè, bằng chú Sáu. Ăn cho nữa. Thôi, người ta dù gì người ta cũng chơi thử thách mà. Nè, vô đây chú Sáu. Cho cái hộp me đi. Thôi cái cục đó không, cục đó không ngon. Khúc nào, chú Sáu khúc nào? Này ngon. Này ngon hả? Chị khen nữa. Cái gì nữa? Ờ, để hết nữa. Ăn phải ngon chứ. Hiểu anh đi cưng. Em đang coi, em đang coi. Có gì? Coi mọi người bắt đầu từ đâu anh? Ủa em không biết ăn cua hả? Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Rồi bây giờ chỉ cho nghe. Dạ. Ăn cái càng trước đi cưng. Ăn cái càng trước anh. Giờ bẻ cái càng ra. Đúng rồi. Mình ăn cái bột me trước đi. Rồi xong mình lấy cái kẹp, mình kẹp cái càng cho nó nát ra, xong mình lấy cái thịt bên trong cái càng mình ăn. Đừng cắn bằng răng rồi nó mẻ răng đi hát, loại răng mẻ là kỳ lắm. Giống mình làm hả anh? Đúng là quả cho chuẩn. Đúng rồi, bỏ cái đó là nữa. Cái răng đó, là anh quăng ra luôn. Bắt vậy. Nó mềm lắm. Mày lụm lại chứ. Bóp bên đây luôn, bóp bên đây luôn. Tùy hộp. Đây anh. Bóp nhẹ xuống nát thịt rồi. Chấm vô đây, chấm đây, chấm đây, đó. Cái này đâu đúng không? Em cắt một cây ra đổ ràng luôn. Trời ơi, cái bóp bên càng bao giờ. Ngon ha. Ủa sao mẹ không ăn đi mẹ? Con lồ lồ mà ăn nha. Mình biết ăn mấy cái món này. Vậy để con cảm ơn mẹ. Vậy để con cảm ơn mẹ. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Kiếp thật. Hả? Anh lột cho mẹ. Thì kiểu con nhậm á. Con nhậm con đó mà. Anh cũng tưởng là lột luôn á. Để đây. Lột mặt nó thấy hả? Lột mặt. Bao từ quán ra tới xô. Đưa con lột có đùi mẹ ăn. Anh thấy chưa, đâu phải đi khai trương là người ta bóc cho anh ăn. À thà không khai trương nha em, thà ngủ luôn. Ngon mẹ, lấy đùi nha. Ăn đi. Đây nè, bây giờ tôi làm cho tôi cho Hiếu ăn nè. Ôi, quá đã. Hiếu thử được ngon hay không vậy nha. Cái này là bia nãy. Bia lại nước cái gì. Sao? Cái nước trắng sẽ nồng nồng lên. Nghe không? Dạ. Mình ăn vô mình sẽ nồng nồng lên. Đây mẹ. Nát hết rồi, mẹ tắt rồi thôi. Nè, em có. Nè, em ăn đây. Hôm nay nhiều đạm quá nha. Ăn nhiều cua. Em ăn đây không? Thôi, mong ăn thôi. Ăn gạch không? Không ăn. Mẹ ăn mà. Nhiều quá rồi. Ăn gạch đi. Thôi, để cho mẹ ăn. Hú không? Dạ. Cái này nè. Ai ăn mai không ạ? À? Mai gạch không nè. Ừ.
ngay ly lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Hiểu là ok lắm á. Ăn phở là ăn một quán một mười mấy năm vậy. Thủy Chung. Tại vì ba chở tới đó thôi, ba không chở chỗ khác. Không, em tự đi được mà, nhưng mà vẫn hết chỗ đó. Em tự đi được mà. Còn trả lời. Trả lời cả chứ gì. Tao không biết là tự đi được. Em có thích ăn miền Bắc không? Em hả? Em cũng tùy món anh. Nhưng mà nói chung là đi hai một đêm thì gần như là giờ cái gì cũng ăn được và cũng cảm thấy là rất là ngon. Đói quá đó. Nhưng mà cái món mà em gọi là tới giờ em là hiểu chứ không thể nào ăn được là món bún cua nha. Đúng rồi. Ôi, con nhất trên đời. Con nhất trên đời luôn. Sao không ăn được? Không ăn được nha. Con mà nó cũng được. Đúng không? Thôi bữa em ăn xong em mới về thành phố Hồ Chí Minh là gần đó là chỗ nào bán bún cua thối. Hai đường D3 phụ Bình Thạnh. Trời ơi, ngon. Nhưng mà cái vị không có bằng. Không ăn được anh. Đúng rồi. Tại vì Huy cũng là người không thích một vài loại mắm. Ví dụ như mắm tôm. Không, đúng rồi, một loại mắm nó ăn hoang được thôi, còn tất cả mọi loại mắm lại muốn hết á. Bún tôm, mắm tôm. Mắm mực ăn được không? Ăn được. Mắm nhâm ăn được không? Được. Bố anh ăn được hết mà. Trừ mắm tôm. Trừ mắm tôm thôi. Mắm ruột ăn được không? Mắm ruột. Mắm ruột cá. Chưa biết. Mắm ruột cá. Chưa biết ăn bao giờ. Hơi khó ăn tí. Mắm sò ăn được không? Sò chưa biết luôn. Nhiều loại mắm quá. Nhiều quá ha. Quý nhận mày nó ăn lắm nè. Quý á. Quý lại nó một mình ăn một mình và xem phim một mình. giờ khóc một mình không có không mỗi lần mà nấu ăn hay là xem phim một mình là hai chụp hình trên coi. Ủa sao cái chuột dữ vậy? Dạ. Nó gồng tim. Rồi em ơi, các anh chúng ta sẽ đến với căn phòng số 1 ạ. Phòng khám phá vật chất ạ. Phòng thứ 1 anh là số 1 ạ. Phòng y tế. phòng vật chất. Wow. Yeah. Wow. Ở đây thì chúng ta đang ở một căn phòng để tìm hiểu một thế giới rất là rộng lớn đúng không ạ? Dạ. Thì ở đây, tại căn phòng này, Sơn là tổ chức nghiên cứu hạt nhân cho ông đã tài trợ nội dung cho trung tâm và cũng như tài trợ một trò chơi. Oh my god! Có tên gọi là bóng đá hạt để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của những cỗ máy gia tốc này. Dạ. Mời các anh chúng ta sẽ đến với cái khu vực trải nghiệm này ạ. Dạ vâng. Dạ. Wow. Dạ. Có biết các anh có thích đá banh không ạ? Trời ơi, tụi em là những cầu thủ xuất sắc. Vậy đá banh thường em còn chơi bên đũa rồi nữa. Dạ vâng. Thế thì bây giờ trò chơi này sẽ giúp cho các anh có thể thể hiện được tài năng của mình đó ạ. Dạ. Thế thì ở đây chúng ta đang có hai quả bóng, chính là hai hạt proton. À, và sẽ có hai người chơi sẽ đứng ở vị trí đối diện ạ. Dạ. Và hai anh sẽ cố gắng đá cùng một lúc sao cho hạt và bóng này có thể va chạm tại vị trí trung tâm. Khi đó các hạt gặp nhau, va chạm với nhau, nổ tung ra và chúng ta sẽ thấy được những hạt nhỏ hơn được sinh ra và đường kính của hạt sẽ được hiển thị trên mặt vâng. đất. Vâng, hiểu. Dạ. Hiểu. Nào một pha chì bóng nào, 1, 2, 3. Hiểu. 2, 3. Banh em đi rồi, mất tiêu rồi, để em lượm banh lại. 1, 2, 3. Rồi. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được mức năng lượng cao nhất đâu ạ. À. Hiểu rồi. Thử lại đi. Trời ơi. 1, 2, 3. Đó, cao đó. Đưa luôn đá chính giữa nè. Đá bóng đá chính giữa mà, đi đường chính giữa nha. 1, 2, 3. Anh ơi, anh già rồi, anh không cãi được gì chứ trẻ. 1, 2, 3. Cho ba đừng có cãi nè. Anh ơi, banh mà nó là sao á. Coi nè, anh đánh banh đàng hoàng. Rồi, 1, 2, 3. Nó cứ lạng như đó. Chạy đi xa. À, phải chậm. 1, 2, 3. Bye, have a great time. Chị ơi, ban này sao anh không có gì? Anh đánh đầu được không? Được. Ok mà. Vậy, 1, 2, 3. Chị ơi, ban này nó liền rồi, chạy đâu liền tôi. Khó quá, anh Huy với anh Giang đá đi. 1, 2, 3. 1, 2. Anh ơi, thật sự là anh có đáp anh không? 1, 2, 3. Cái bị liệt, cái bị liệt là gì? À, cái chỉ điểm của nó dưới chân anh gà nó lùi ra. Rồi, 1, 2, 3. Chị ơi, mình bỏ con này rồi. Chị
Và ở cái phòng này có một mô hình rất là đặc biệt, nó tên gọi là mô hình gió bão ạ. Dạ. Nghe cái tên gọi là chắc là chúng ta cũng đoán được chúng ta sẽ cảm nhận được điều gì tại cái phòng này đúng không? Dạ. Chúng ta sẽ cảm nhận bức gió tăng dần từ cấp 4 đến cấp 12. Trời ơi. Và thông qua đó chúng ta có thể nâng cao được cái tác hại về những cơn gió bão này đối với cuộc sống của con người như thế nào. Dạ. Mời các anh chúng ta sẽ thử trải nghiệm đi ạ. Để em dạng đi. Đúng rồi. Bằng anh vô đi phòng gió cấp 6 người hoặc được rồi. Anh phải trắng cho em bắt đầu là cuộc sao này. Mẹ ơi. Nghe hồi xưa đi học trường sẽ có điện ảnh là có dạy, ví dụ như là đi trong giông bão mà cấp 1, cấp 2 thì bình thường, nhưng mà lên cấp 5 là đó, bây giờ mẹ học hành đó. Còn cấp 15 là người ta cấp 12 là anh còn muốn chết rồi. Người là cấp mấy đây? Tốc độ này, cấp này cấp 6 thôi. Cấp 6. Dạ, phía bên đây là tốc độ gió, còn phía bên này sẽ là cấp 7 rồi nha. Cấp 8 rồi. Rồi, thổi giấc sói đầu anh luôn á. Oh my sweet baby. Cái này chắc gỡ ảnh này hay ảnh do anh bự con quá, phải là cấp 100 á. Không có đâu, tại anh sống trong sóng gió quen rồi. À. Nhưng nhìn anh rất là bình tĩnh. Cảm giác của anh như thế nào ạ? Dạ cũng bình thường, tại vì mọi người biết là ở đây là một cái mô hình để mình cho chúng ta hiểu được cảm giác cái thứ chưa thực ra ngoài đời á. Gió mạnh lắm, khủng khiếp hơn nhiều. Nó có gió, nó có bão, nó có sự cay đắng, nó có sự cô đơn, rồi nó có nguy hiểm. Ở đây mình chỉ đứng trải nghiệm vậy thôi. Rồi hả? Ở ngoài là một cấp 10 thôi là lạnh sống lưng. Ngày hôm qua mình ngủ có cấp đâu? Cấp 4, 5 á anh. Ờ, 4, 5 không nổi luôn. 4, 3 người luôn. Nói chung là mình trải nghiệm để mình biết được cái sự khổ cực của bà con khi mà phải gặp phải gió bão. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ ra phòng hỏi ạ. Dạ đúng rồi. Đây là thế thì các anh muốn lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp như tại cái phòng này để chúng ta sẽ có phi hành gia để chúng ta có những bức hình ấm được là cái phòng này. Sau phòng số 4 này mình sẽ đi đến phòng nào vậy? Dạ đến với phòng số 6. Và tại đây chúng ta sẽ xem một sơ đồ về điện áp cho rất là thú vị. Wow, điện áp. Qua dạ, điện áp. Rồi chúng ta sẽ đến với căn phòng số 6. À. Nếu như có một cơ hội để chúng ta lên trên sao hỏa, thì liệu rằng ở trên sao hỏa nó có khác gì khi mà chúng ta ở trên mặt đất hay không? Để em. Dạ, thì chúng ta sẽ thử ạ. Dạ. Trên sao hỏa em nặng có ủa nặng có 22 kg đi. Dạ chưa đến 25 kg ạ. Bây giờ mình quay trở về trái đất của chúng ta đi ạ. Xem thử như thế nào ạ. Công khai cân nặng. Dạ, 70 kg. Lên nó giảm cân dữ ha. Lên nó giảm cân dữ ha. Khi mà mình lên trên sao hỏa thì mình sẽ cảm giác nhẹ hơn. À. Và mình chỉ có bằng 1 phần 3 lần ở trên trái đất thôi ạ. Mặc dù khối lượng chúng ta không thay đổi ạ. Đó là giờ vì sao? Điều gì khiến ta tồn tại trái đất này? Đó chính là lực hút trái đất. Đúng rồi. Vì sao trái táo nó rơi xuống đầu mà nó không bay lên trời? Đó là lực hút trái đất. Ồ. Tại sao chúng ta có thể gặp một cô gái mà chúng ta không gặp chàng trai? Đó là do biên tập. Là do biên tập. Đó là do lực hút giới tính. Wow. Thế là do biên tập chứ. Kìa, lực hút chị Thắm. Gì vậy? Tập lắm. Rồi, đi xem anh. Đồng hành cùng nhau suốt hành trình 20 chặng của hai ngọt đêm, cho nên không ai hiểu với ba Lê Thị Bắp và bé Tư với chị Hai hơn người già trường gian. Hẹn gặp lại khán giả ở mùa 3 nhé. À mà khoan, để hiểu về vũ trụ là một cái tầm khác rồi phải mình. Yeah. Rồi. Bây giờ nói anh đối một câu thì chưa chắc em trả lời được. Không phải là vũ trụ đâu, cuộc sống thôi. Câu gì anh? Con mực mà đem phơi khô, mà đang dùng biển đó mà đối dùng biển này. Con mực đem phơi khô gọi là gì? Mực mà đem phơi khô gọi là cô mực. Cô mực đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi, em nghĩ vậy mà sợ quá không dám trả lời. Rồi,
đúng chưa? Đúng rồi anh, con mực. Con tôm. Mà con mực đem phơi khô rồi gọi là khô mực. Dạ. Yeah. Con tôm đem phơi khô gọi là gì? Gọi là tôm khô. Tại sao không gọi là khô tôm? Sao mà đó được? Sao mà đó được? Ghê chưa? Tại sao không gọi là khô tôm hả? Mà gọi là tôm khô. À. Tại sao ta? Lắc không? lắc đó. Ủa sao mẹ không ăn đi mẹ? Con lồ lồ mà ăn nha. Mình biến ăn mấy cái món này. Vậy để con, cảm ơn mẹ. Vậy để con, cảm ơn mẹ. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Thiết thật. Hả? Anh lột cho mẹ. Thì kiểu con nhậm ấy. Con con đó mà. Anh cũng tưởng là lột luôn á. Để đây. Lột mặt đâu thấy hả? Lột mặt. Bao từ quán ra tới xô. Đưa con lột có đùi mẹ ăn. Anh thấy chưa, đâu phải đi khai trương là người ta bóc cho anh ăn. À thà không khai trương nha em, thằng ngủ luôn. Ngon mẹ, lấy đùi nha. Ăn đi.